Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Thân Đời Hội Viên ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai dẫu Thủ Đức ghép rất là già mồ luôn cô chú anh chị, được chủ vườn chia sẻ là trên 15 năm nha cô chú ha. Tại vườn mai của chị Thủy ở Chợ Lách Bến Tre ạ. Em xin phép clip chia sẻ cô chú anh chị. Xin chào bà chủ ơi. Rồi, hôm nay đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ và Hậu Giang thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Hôm nay đến với kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai. Cái này thì dảo Thủ Đức già mùa mình nha cô chú anh chị. Cái này thì em ghép gốc nhớt em nuôi chắc có thể là tên 15 năm rồi ha. Dạ. Yeah. Một cây tàn thông rất là khủng khiếp luôn. Tàn thông phong cao nha cô chú anh chị. Dảo Thủ Đức ghép gốc nhớt. Thì giờ vàng bông nó thì tổ rồi cô chú anh chị em mình cũng biết rồi đó. Giữ trời cái vàng bông già mùa ha. Giờ là không nhìn thấy cái mô ghép ở đâu luôn hả cô chú anh chị? Đúng rồi, giờ không. Cái hoành nó tại điểm này là mình được là 33. Dạ. Cốt cành nó bự hết trơn nha cô chú. Cái cây này chắc nó cao 1m7 đi nha cô chú anh chị. Dạ. Cao là 1m7 đi, chứ em đo không tới đâu là đâu hết. Tán ngang là được là 1m40. Cái này về cô chú anh chị mình đào mô trồng lên đất, trồng đất cái nữa nó khác dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi em xin giá luôn nha bà chủ. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 7 triệu thôi nha. Dạ. Cây dảo Thủ Đức tiếp hút nhớt mấy năm hả bà chủ ha? Này chắc trên 15 năm á. Dạ. Từ cái gốc bằng đôi điếu thuốc mình mà cho giờ nó hoành nó tới 30 mấy. Dạ. Rồi em đổi nha. Rồi. Dạ, cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Và tiếp theo cây mã số 2, tại em quên nó, cây đầu tiên là mã số 1, cây này mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là một cây dảo Thủ Đức dạ mùa nữa ha. Nói chung là cái lô này thì nó trên 15 năm hết rồi đó. Cây này thì bộ đế nè, nó cũ quá trời, cũ luôn. Cũ em kêu bằng cái nồi đế làm như là nồi đế sứ vậy đó. Khủng khiếp luôn cô chú anh chị. Nổi cục cục ở dưới đây luôn à. Này tại em mới thêm phân lên đó nha cô chú anh chị. Trời ơi đo. Thôi em đeo ngay cái cổ ghép này ha. Cái cổ ghép này là được 28 nè. Còn nguyên cái củ đặc của nó là mình được là 41,5, em tính 41 á. Chiều cao cây này thì nó, cô chú anh chị em nào thích lùng liền thì cây này ngon. Chiều cao nó là được 136. Tán ngang là 130. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 8.500.000 nha cô chú anh chị. À, 8,5 triệu nha cô chú. 8,5 triệu là em bao ship tới nhà luôn ha. Đó, cây trên 15 năm. Củ đấy dễ thương lắm nha quý cô chú à. Cây này cũng như giờ như cây nguyên thủy vậy cô chú anh chị nên cây an toàn lắm. Dạ, mã số 3. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây ảo Thủ Đức dạ mùa nữa nha. Cây này phơm cao tàn thông luôn ha cô chú anh chị. Cây này thì cô chú anh chị em mình khỏi chê cái bộ cổ đế cũ nở của nó luôn. Nó nở khủng khiếp luôn. Mà cây này cái đế nè, khủng khiếp. Cái này tại em mới lên vô phân nên mình không thấy rõ được bộ đế nó. Cái cục đế này là nó tròn nó là được 37 á cô chú anh chị. Mà cây này thông quá đẹp luôn. Cây này cao 1,5 m nha cô chú anh chị. Tán ngang là mình được 1m30. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 7,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây dảo Thủ Đức ghép già mùa nha cô chú anh chị. Hàng này là trên 15 năm hết rồi cô chú anh chị. Dạ, cây mã số 4. Rồi tiếp theo cây mã số 4 cũng là một cây dảo Thủ Đức già mùa nữa ha. Cây này bệ đế, khủng khiếp bệ đế. Cây nào cũng có củ đế trơn hết cô chú anh chị.
hoành thân nó được 30. Chiều cao cây này mình được 1,5 m. Tán ngang là mình được 1,30 m. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 7 triệu thôi nha. Dạ 7 triệu nha cô chú anh chị. Rồi. Hàng gốc nhất và mùa nha cô chú anh chị, cái bao ghép. Hàng này bao chơi Tết năm 2025 nha cô chú anh chị, 15 năm rồi. Mã số 5. Tiếp theo là mã số 5. Cái này thơm lùng lực nha cô chú anh chị. Này là mã số 5 này là hôm nay là phôi giường nha cô chú anh chị. Chứ không phải gốc nhớ nha. Cũng là giả thủ đức ha. Cũng là giả thủ đức, phôi giường mà em ghép này nó cũng trên 10 năm rồi. Trên 10 năm luôn. Cái mặt cắt nó, cái phôi lớn như vậy mà mặt cắt nó sắp sửa liền luôn á cô chú anh chị. Ghép 3 bơ thôi cô chú anh chị nha. Chọt ghép thì chắc khoảng hoành của chọt ghép khoảng 10 mấy á cô chú. Đúng rồi. Cái cây này bộ đế cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Hoành tại điểm này là mình được là 32,5, em tính 32 nha. Còn tổng cái xích ở dưới đây là mình được là 49 nè. Chiều cao là 1,20 m. Tán ngang là mình được là 120. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình là là 4 triệu ạ. Dạ, 4 triệu nha cô chú anh chị. 4 triệu là mình có được cây giả thủ đức dạ mùa quá xịn luôn. Dạ, cây mã số 6. Tiếp theo cây mã số 6 cũng là giả thủ đức luôn nha cô chú anh chị. Cây này cũng thơm lùng mà tầm trung nha cô chú anh chị ha. Nói chung là mấy hàng này là nó già mùa dữ dằn luôn rồi. Ghép 2 bo mà chột 3 bo mà chột ghép nó nu đùi ốp luôn hả cô chú anh chị. Nên rất là ngon lành nè. Hoành thân là được 21. Cây này cô chú anh chị em là thích lùng liền là cây này quá tuyệt vời. Cây này chiều cao 77. Tán ngang là mình được là 100. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2 triệu bao xít xít nha. Giá thu đức già mùa nha cô chú anh chị. Nhà mã số 7 này. Cái này dáng nó siêu siêu nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số dạ số 7. Số 7 có một em già mùa nữa nha cô chú anh chị. Ghép cái cây này thì cái mắt ghép nó liền rồi. Ủa chưa, còn tí xíu nữa mới liền. Chồng ghép nó nuôi ớt rồi cô chú anh chị nha. Giờ mình thấy cưng lắm. Mấy dây này em cột là tại nó nằm ở dáng nghiêng á cô chú anh chị, mỗi lần mà dông á nó hay bị chổng cái thân nó lên á, nên em cột em gịch vô cái chậu cho nó im. Hoành thân được là 27. Chiều cao là mình được là 127. Tán ngang là mình được là 117. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3,200,000 nha. Cũng một cây giả thủ đức già mùa hết cô chú anh chị. Mấy cây này là ghép nó trên 10 năm hết á cô chú anh chị. Rồi em đổi nha. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 8 cũng là một cây giả thủ đức già mùa luôn ạ. Cái này cái tàn cho bá lửa luôn hết cô chú anh chị, màu phơm cao nha, dáng thì nó hơi siêu siêu nha cô chú anh chị. Nói chung là cây này thì em không biết để tả cái kiểu gì nữa, nhưng mà nó sắp sửa liền đầu rồi, còn một tí xíu nữa là nó liền đầu rồi. Cái bo ghép là tới khoảng 17 đến 20 nha cô chú anh chị ha. Đúng rồi, cái bo ghép to lắm. 4 bo thôi với cô chú anh chị. Cái này bộ rễ nó cây nè, lên nè. Cái này mình mua về dư giả lắm nha. Rễ mà lên cục nào cũng thấy nó nu vậy nè. Rồi lên đây thì đùi ếch cũng nu không à.
Mà cây này lên da me hết rồi cô chú anh chị. Quỳnh thân tại điểm này là mình được 33. Nếu đo thử cái chột ghép này thử cho nó được bao nhiêu. Chột ghép nó là 19 đó cô chú anh chị. Chiều cao là 140. Trời ơi, gió thổi đi cho nó đi theo luôn. Tán ngang là mình được là 130. Rồi cái này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 7 triệu em bao phí ship nha. Dạ. Đó, một cây quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ, mã số 9. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 cũng là một cây giảo thu đất nữa nha cô chú anh chị. Cái này thì phong lùng được mà cái đàn thùm lum luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái cây này thì liền đầu luôn rồi nha. Cây này là mặt ghép nó hết thấy luôn rồi, liền đầu luôn rồi. Cái con nó già quá nên em nghe rất thân hết trơn luôn á cô chú. Hoành thân được 30. Sao dùm em vòng bà chủ. Cây này có lụa đế nở nha cô chú anh chị. Cái nồi đế nở nó là mình được là 69. Chiều cao mình được là 110. Tán ngang là 126. Rồi, rồi cái này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 4 triệu nha. Dạ, thủ đức già mùa nha cô chú anh chị, 4 triệu. 4 triệu là có cây giả thủ đức già mùa, cái này liền đầu luôn nha cô chú anh chị, ghép liền luôn rồi. Dạ, dạ, em đỡ nha. Cái mã số 10 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 10. Đây là một cây giảo thu đất già mùa nữa nha cô chú anh chị. Mà nói này là còn hàng gốc nhất già mùa ha. Gốc nhất hàng 15 năm nè. Cái hàng này thì em được có mười mấy cây à. Hàng gốc nhất trên 15 năm này thì được có mười mấy cây à, không có được nhiều. Củ nở mà nó liền lạc như là cây thu đất kim luôn á cô chú anh chị. Cái này thì em lên giao lưu với cô chú anh chị em nào nhu cầu thích nguyên lô á thì cái alo cho em ha, còn không mình xuống tới tại vườn cũng được nha cô chú anh chị. Xuống tại vườn em thì mình để chọn về mình trồng cho nó đẹp. Hoành cái củ ngay đây được 28. Chiều cao là 1m47. Tán ngang là mình được là 1m30. Rồi cái này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 6 triệu em bao phí ship nha. Dạ 6 triệu nha cô chú anh chị. 6 triệu là có một cây gốc nhát già mùa hả cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đổi nha. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay nha cô chú anh chị. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được cái cây nào thì vào ủng hộ giúp nhà vườn thì em rất là cảm ơn cô chú anh chị em gần xa mình nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại clip sau ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị nha. Mình cần nhu cầu sỉ lẻ liên hệ với số điện thoại của vườn giúp em luôn ạ.